Không biết tiểu đồ đệ đi đâu mà đang quét sân lại vứt chổi thế này. Dậy, dậy đi, tiểu đồ đệ. Sư phụ, ta bảo con đi quét sân, sao lại ngồi đây ngủ? Lá vẫn còn vương vãi kia kìa. Dạ, con... Tại gió mát quá, nên con ngủ quên mất. Con quét ngay đây ạ. Hình như có mùi cháy. Trời, cháy hết cả rồi. May mà mình phát hiện mùi khét, nếu không thì cháy nhà rồi. Tiểu đồ đệ đâu rồi? Dạ, con ở đây, sư phụ. Còn nấu cơm, sao lại chạy ra ngoài để cháy hết rồi? Thôi chết, con quên khuấy đi mất. Nấm hương này, nhà chùa vừa được biếu, ta đã phơi mấy ngày rồi. Còn mau kiếm túi, thu lại cất đi nhé. Dạ. Sao cái nấm này phức tạp thế sư phụ? Phơi ra rồi lại thu vào. Cứ để nó ở mấy cái bộ trong kho, nó tự khô cũng được mà sư phụ. Ngốc thế, nấm tươi phải phơi khô mới dùng được. Mau lấy túi thu lại đi. Dạ. Tiểu đồ đệ, con hãy chia nấm ra, cho vào nhiều túi rồi cột chặt chúng lại. Không dùng túi to như thế. Sao lại thế ạ? Sao không cho luôn vào một cái túi cho tiện ạ? Lại vừa tiết kiệm túi nữa. Con hãy cứ làm theo ta. Sao sư phụ cứ hành mình, vẽ việc ra để làm thế không biết? Nấm ngon quá sư phụ ơi. Ăn từ từ thôi. Mới có mấy ngày mà đã hết một túi nấm rồi. Ngày mai con mở túi khác ra ăn sư phụ nhé. Ừ, vẫn còn mấy túi nữa. Con muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Hôm nay mình phải chế biến món nấm xào mới được. 1, 2, 3, 4. Ôi, còn những 5 túi nữa. Trời, a, à, sâu to quá sư phụ ơi. Có chuyện gì mà con hét lên thế? Sâu, có sâu trong nấm, không ăn được nữa rồi sư phụ ơi. Có sâu rồi thì bỏ đi, vẫn còn mấy túi khác mà. Con thử mở ra coi có sâu không. Ôi, may quá, không có sâu ạ. Thế con đã hiểu vì sao ta bảo con chia nấm thành nhiều túi nhỏ chưa? Là sao ạ? Nếu con lười không làm như thế, thì bây giờ chúng ta đã không còn một túi nấm nào để ăn rồi. Ồ, đúng rồi. Sư phụ đã biết trước là có sâu hay sao mà bảo con làm thế? Mà con đã buộc kín đầu rồi, sao sâu vẫn chui vào được nhỉ? Sâu không phải từ bên ngoài vào, mà nó có thể sinh trưởng từ bên trong. Khi nấm bị hỏng hay ẩm mốc, thì tự nó đã trở thành môi trường để sâu sinh ra. Ồ, thì ra là thế. Con người cũng thế, ai cũng có sâu trong người. Nếu hàng ngày người ta tu trí, rèn luyện, nghiêm túc với bản thân, thì sâu không có môi trường sinh sôi nảy nở. Còn một khi lười nhác, dễ dãi với bản thân, ham chơi, làm những việc xấu, ấy là lúc sâu sinh sôi, thừa cơ quấy phá, làm hỏng con người. Dạ, con hiểu rồi thưa sư phụ. Sâu sinh ra từ bên trong, người ta phải tu nhân tích đức, tiêu diệt những con sâu trong bản thân mình. Lâu nay con có nhiều việc sai trái, con xin sửa, xin sư phụ hãy tin ở con. Con hiểu vậy là tốt lắm rồi. Thôi, con hãy vứt cái túi nấm sâu kia đi thật xa con nhé. Mụ phù thủy mũi sắt. Xưa ở dưới chân núi, có một bác tiều phu nghèo quá vợ. Một mình bác nuôi cả đàn con thơ. Hàng ngày, bác thường vào rừng kiếm cái ăn cho bọn trẻ. Cuộc sống của cha con bữa no bữa đói. Ai,
Hôm nay cha chỉ kiếm được ít quả dại này thôi, các con chịu khó ăn nhé. Con ớ ăn quả dại nữa đâu, chát lắm. Khổ thân các con, cha hứa ngày mai cha sẽ đi vào trong rừng sâu hơn, chắc chắn kiếm được nhiều thứ ngon đem về cho các con. Ôi, thích quá, thích quá. Ta đã đi sâu vào trong rừng rồi mà vẫn chưa kiếm được thứ gì ăn cho bọn trẻ. Kỳ lạ thật, lại có một ngôi nhà nhỏ trong rừng sâu thế này, lại có lửa đang cháy, chắc có người ở. Ta hãy thử vào xem sao. Có ai ở nhà không? Đứng lại. Bà là ai? Ta là phù thủy muối sắc đây, người đừng hòng thoát khỏi ta. Thả tôi ra, thả tôi ra. Đừng hòng, đã vào đây rồi thì đừng có hòng thoát. Tôi có làm gì nên tội mà lại giam giữ tôi thế này? Thả tôi ra. Ta chỉ có thể tha chết cho ngươi với một điều kiện. Điều kiện gì? Người phải lấy ta làm vợ. Hả? Ta cho ông từ giờ đến chiều ngồi nghỉ nhé. Nên nhớ, nếu không đồng ý lấy ta thì ta sẽ lấy mạng của ông. Sao lại thế được cơ chứ? Cả đời này ta chỉ có một người vợ mà thôi, đó là mẹ của các con ta. Không biết bọn trẻ giờ thế nào rồi. Tội nghiệp chúng, chắc là chúng đói lắm rồi. Khổ thân các con, cha hứa ngày mai cha sẽ đi vào trong rừng sâu hơn, chắc chắn kiếm được nhiều thứ ngon đem về cho các con. Ôi, thích quá, thích quá. Không, nhất định là bằng cách nào thì mình cũng phải trở về với các con của mình. Phải nghĩ cách gì mới được. Thế nào, ông đã nghĩ kỹ chưa? Có chịu lấy ta làm vợ không? Thôi được, tôi đồng ý. Nhưng mà với điều kiện, bà phải theo tôi về nhà tôi ở. Hả? Về nhà ông? Đúng vậy. Theo phong tục từ xa xưa để lại của chúng tôi, thì người vợ phải theo chồng về nhà ở mới phải. Theo ông ta về nhà ư? Liệu ngươi có định giở trò không hả? Nhưng mà, đằng nào thì mình cũng có phép thuật, chả có gì phải sợ hết. Chậm lại, ông định làm ta mệt đến chết hay sao mà đi nhanh vậy? Dừng lại nghỉ đã, ta không thể đi nổi nữa rồi. Sức mạnh của mụ phù thủy có lẽ nằm ở chiếc mũi thần kia thôi, mình phải nghĩ cách bỏ sức mạnh ấy của mụ. Khốn kiếp, lão kia, ta sẽ lấy mạng lão. Đứng lại. Các con, con đói. Cha, thức ăn đâu? Con đói quá. Phù thủy mũi sắc. Phù thủy mũi sắc? Thức ăn là phù thủy mũi sắc à? Đâu hả cha? Chúng con đang đói lắm. Hả? Bọn chúng đòi ăn thịt ta sao? Phù thủy mũi sắc đâu ạ? Phù thủy mũi sắc đâu? Hả? Ăn thịt cả phù thủy ta sao? Hóa ra lão kia giả vờ khù khờ để lừa mình đến đây cho con lão sơi tái. Ôi không! Thế là cha con người tiều phu được đoàn tụ. Sau đó, người tiều phu khai phá đất đai, trồng lúa làm rẫy. Cuộc sống của cha con no đủ, không còn phải chịu cảnh đói kém nữa. Hoàng tử gấu trắng. Ngày xưa, có một gia đình vô cùng nghèo khổ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Chẳng còn cách nào khác, bố mẹ buộc lòng phải bán cô con gái bé bỏng của mình cho gấu trắng. Vợ chồng tôi nghèo quá, không còn cách nào khác. Chúng tôi đành giao nó cho ngài, mong ngài hãy chăm sóc nó. Ông bà cứ yên tâm, về với tôi cô ấy sẽ được ăn ngon mặc đẹp,
sống trong sung sướng. Con ơi, bố mẹ thật lòng không muốn điều này chút nào. Nhưng vì nhà ta nghèo quá, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, con ở đây cũng chỉ mãi nghèo khổ vậy thôi. Chi bằng con hãy đi theo ngài gấu trắng đây. Chỗ ngài ấy lúc nào cũng có cái ăn, cái mặc cho con. Nàng hãy ở đây, ta hứa sẽ ở bên nàng hàng đêm, nhưng với điều kiện là nàng tuyệt đối không được thắp đèn lên. Nàng hãy nhớ kỹ lời ta dặn. Vâng, thưa ngài. Từ đó trở đi, đêm nào gấu trắng cũng đến với cô gái, mặc dù rất tò mò, nhưng cô gái vẫn cố giữ theo đúng lời dặn của gấu trắng. Ta vốn là một hoàng tử, nhưng bị trúng bùa phép của mẹ kế. Bà ấy bắt ta phải cưới cô con gái riêng cũng độc ác như bà, nhưng ta không chịu nên bị nhốt ở đây dưới cái lốt của gấu trắng. Gấu trắng, à không, hoàng tử và lâu đài đã biến đâu mất rồi. Mình nhất định phải tìm gặp hoàng tử để giúp chàng hóa giải bùa phép mới được. Con chào cụ, cụ có thể chỉ cho con biết tòa lâu đài của chàng hoàng tử gấu trắng ở đâu không ạ? Ta cho con thư này, hãy cầm lấy và đi tìm người hàng xóm của ta. Có thể bà ấy biết hoàng tử của con đang ở đâu. Con cảm ơn cụ. Ta cho con thư này, hãy cầm lấy và đến tìm Gió Nam nhờ giúp đỡ xem sao. Ta không biết. Nhưng ta có thể giúp con đi tìm Gió Bắc để hỏi. Gió Bắc đã đi khắp mọi nơi trên thế gian, hiểu biết nhiều, lại rất tốt bụng, nhất định sẽ giúp con tìm thấy hoàng tử của mình. Nào, hãy ngồi lên lưng ta, để ta đưa đến nhà Gió Bắc cho nhanh. Ta biết hoàng tử ở đâu, ta sẽ đưa con đi ngay. Ai mua quả táo vàng tôi bán cho, quả táo quý hiếm chỉ mình tôi có. Tùy Tùng đâu? Mau gọi con bé bán táo vàng vào đây cho ta. Người có quả táo vàng ư, ta muốn có được nó. Quả táo này vô cùng quý giá, nhưng nếu công chúa thực sự thích, tôi sẽ tặng cô, với điều kiện cô phải cho tôi gặp hoàng tử. Được rồi, ta sẽ có cách, có gì đâu. Để có được quả táo vàng kia, ta chấp nhận, ngươi đừng hòng. Được thôi, ta đồng ý. Không lẽ chàng ấy bị đánh thuốc mê nên mới ngủ say đến thế? Tôi còn có thứ này quý giá hơn. Nếu công chúa thích, tôi sẽ tặng cô, với điều kiện cô cho tôi gặp hoàng tử một hôm nữa. Được, ta đồng ý. Nàng đây rồi, ta biết nàng tìm ta, nên lần này ta đã tìm cách không bị trúng thuốc mê của cô ta. Thật tội nghiệp cho nàng, ngàn dặm xa xôi tìm đến ta, nhưng... Ta xin lỗi, ngày mai ta không thể không cưới công chúa, bởi bà mẹ kế độc ác đã uy hiếp ta rằng... Nếu không chấp thuận lấy con gái bà ta làm vợ, bà ta sẽ biến tất cả thần dân vương quốc này thành gấu trắng. Em phải làm gì mới có thể giúp chàng đây? Ngày mai cung điện có bữa tiệc lớn diễn ra để mừng đám cưới của ta và công chúa. Nhưng lúc đó, nàng tìm cách vào phòng cô ta lấy chiếc áo của ta. Trên áo có 3 giọt sáp rơi, nhưng chưa ai có thể giặt sạch được. Nếu nàng làm được điều đó, thì bùa phép sẽ không còn hiệu nghiệm. Chàng yên tâm, em sẽ làm được. Con cảm ơn thần gió. Cảm ơn nàng. Nhờ có nàng và có bà lão, người hàng xóm tốt bụng cùng với Gió Nam, Gió Bắc đã giúp đuổi mẹ con bà mẹ kế độc ác ra khỏi cung điện của ta. Thần dân của ta từ đây có thể yên ổn sinh sống bình yên. Sau khi giải được bùa phép, hoàng tử và cô gái dũng cảm đã cùng nhau chung sống hạnh phúc bên nhau. Chàng hoàng tử ngủ say. Ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một nàng công chúa rất xinh đẹp và nàng sống trong sự yêu thương, che chở của vua cha. Ta sắp phải lên đường chinh chiến nơi xa, chiến đấu với kẻ thù, nhưng ta rất lo cho con.
Không sao đâu cha ạ, con sẽ tự chăm lo cho mình mà. Vả lại, còn có bà vú nuôi của con nữa, bà ấy cũng rất tốt với con. Được, vậy thì con phải hứa sẽ ở lại cung điện với bà vú đáng tin cậy trong lúc ta phải đi chiến đấu. Vâng thưa cha, con xin hứa. Đừng sợ công chúa, ta không làm hại nàng đâu. Ta đến đây để báo cho nàng biết tương lai của nàng. Người muốn nói gì, hỡi đại bàng? Số phận đã an bài, nàng sẽ phải lấy một người đàn ông đã chết làm chồng. Còn đại bàng xấu xa, hãy cút đi. Ta sẽ còn quay lại. Ngày hôm sau, đại bàng tiếp tục quay trở lại, nói với công chúa những lời giống hệt như hôm qua. Sau đó, nó lại bay đi với lời hẹn quay trở lại. Ngày mai, khi con đại bàng quay lại, con hãy bảo nó đưa con đến chỗ người đàn ông kia xem. Vâng. Đại bàng, nếu người nói thật, hãy đưa ta đến gặp chàng. Đó là một chàng hoàng tử ở đất nước láng giềng xa xôi. Chàng đã trúng phép thuật phù thủy và chìm vào giấc ngủ say như chết. Làm sao để ta có thể giải thoát cho chàng? Nếu nàng muốn cứu hoàng tử, nàng phải thức trắng trong 3 tháng, 3 tuần, 3 ngày và 3 tiếng không ngủ để chăm sóc hoàng tử. Khi hoàng tử hắt xì hơi và tỉnh lại, nàng hãy cầu chúc cho chàng, cả tòa lâu đài sẽ tỉnh giấc và hai người sẽ đến với nhau. Cứ như thế, nàng công chúa đã thức trắng chăm sóc hoàng tử trong 3 tháng, 3 tuần và 3 ngày. Cho đến lúc không thể chịu nổi nữa, nàng buộc phải cho gọi một cô hầu gái tới. Em hãy giúp ta chăm sóc hoàng tử. Ôi, hoàng tử của em cầu mong cho chàng có thể khỏe lại và tỉnh giấc mộng dài. Em đã đợi chàng trong 3 tháng, 3 tuần, 3 ngày và 3 tiếng đồng hồ rồi. Ôi, nàng công chúa của đời ta, ta phải cảm ơn nàng thế nào đây? Nàng có nhận lời làm vợ ta không? Em đồng ý, thưa chàng. Cô ấy là ai? Đó là một con hầu chăn ngỗng, chàng hãy mặc kệ cô ta. Hoàng tử lên ngôi vua, lấy cô hầu gái xảo quyệt lên làm hoàng hậu. Còn nàng công chúa giờ phải làm một cô gái chăn ngỗng nghèo hèn. Hoàng hậu, nàng muốn ta tặng quà gì lúc trở về? Thần thiếp muốn một chiếc vương miện bằng vàng. Còn cô muốn món quà gì? Thưa đức vua, tôi muốn xin ngài một chiếc cối xây bằng đá, một sợi dây thừng của tử tù bị treo cổ và một con dao của kẻ đồ tể. Và xin ngài hãy nhớ kỹ, nếu ngài không mang theo chúng trở về, con tàu của ngài sẽ không thể tiến lên hay lùi xuống được. Được, ta sẽ nhớ và mang chúng về cho nàng. Tại sao con tàu của ta vẫn đứng yên vậy? Thế này làm sao chúng ta trở về thành được? Thưa bệ hạ, liệu bệ hạ có hứa với ai bất cứ điều gì trước khi đi mà ngài đã quên mất hay không ạ? Ta nhớ ra rồi. Đúng là ta đã quên mất lời đã hứa với cô gái chăn ngỗng đó. Mau chuẩn bị 3 món đồ đó cho ta. Ồ, thật kỳ diệu. Sau khi ta làm đúng lời hứa, con tàu của chúng ta đã lướt như bay trên mặt nước. Thần thiếp cảm ơn ngài. 3 món đồ kỳ lạ kia ta đã ban cho cô gái chăn ngỗng rồi. Nhưng ta vẫn muốn biết, tại sao con tàu của ta lại đứng yên nếu thiếu chúng? Ta sẽ kể cho các ngươi câu chuyện của ta. Ta đã từng là một công chúa. Công chúa đã kể toàn bộ câu chuyện của mình cho 3 món đồ nghe. Tất nhiên cả nhà vua bên ngoài cũng nghe hết được toàn bộ sự thật. Các ngươi có thể làm gì để giúp đỡ ta không? Tôi chỉ có thể khuyên cô kiên nhẫn. Thì ra nàng mới chính là người đã thức trắng 3 tháng, 3 tuần, 3 ngày để cứu ta. Nàng mới là vợ của ta. Nhà vua đón cô gái chăn ngỗng về làm hoàng hậu. Ngài đã ra lệnh trừng phạt thích đáng ả hầu gái xảo quyệt. Họ đã quay về gặp vua cha của công chúa, xin được thành hôn. Vua cha rất hài lòng, tổ chức ngay hôn lễ, gả công chúa cho chàng hoàng tử ngủ say. Hai cây bưởi.
thích quá, mát quá. Mấy hôm nay nắng nóng, tôi khô hết cả lá. Mai được xô nước của ông chủ làm tớ tỉnh cả người. Ông chủ thật yêu quý chúng mình, luôn quan tâm chăm sóc chúng mình. Chúng mình phải phát triển thật tốt, năm nay ra nhiều trái bưởi hơn nữa để đền đáp ông chủ nhé. Ông chỉ đi có mấy ngày thôi, cháu ở nhà chăm sóc cho vườn cây giúp ông nhé. Vâng ạ. Vậy là chúng mình sẽ không được gặp ông chủ trong một thời gian rồi, buồn quá. Ừ, mình cũng vậy. Bưởi ta, cậu làm sao thế? Tớ không đủ sức để chống lại gió. Cố lên bưởi ta, bão sắp tan rồi. Tớ nghĩ chắc tớ không qua được đêm nay mất. Không, cậu sẽ không sao, tớ sẽ giúp cậu. À, bưởi diễn, cậu làm gì thế? Sao cậu lại đối đầu với gió? Cậu có biết cậu làm vậy là sẽ nguy hiểm lắm không? Tớ không sao, chỉ mất một cành thôi mà. Tớ chịu được, tớ không muốn cậu bỏ cuộc. Trời, trận bão hôm qua lớn quá. Hai cây bưởi này cành lá gãy tứ tung. Liệu có kịp ra quả năm nay không nhỉ? Đúng rồi, hai cây bưởi này năm ngoái ra quả chỉ được mỗi cây bưởi diễn là ngon. Cây bưởi ta quả dở tệ. Mình sẽ chặt cây bưởi ta này đi, để chỗ cho cây bưởi diễn phát triển. Đằng nào nó cũng gãy hết cành rồi, thì làm gì còn sức sống. Vào nhà tìm cây rửa đã. Hả? Sao lại thế được? Không, vậy là tớ sắp bị chặt rồi. Tớ sắp chết rồi. Cậu chủ thật quá đáng. Phải làm sao bây giờ? Chỉ ông chủ mới cứu được bọn mình. Vô ích thôi, bọn mình làm sao gọi được ông chủ về chứ. Bưởi ta, tớ có cách rồi. Cách gì vậy, bưởi diễn? Các bạn sau bên kia ơi, các bạn có thể giúp chúng tớ một việc được không? Hai bạn bưởi gọi tớ hả? Giúp tớ với. Các bạn hãy sang đây bò lên người bọn tớ đi. Nhanh lên. Bò lên hai cây bưởi để làm gì? Lá bưởi đắng ngắt hà, có ăn được đâu. Bưởi ta sẽ bị cậu chủ chặt rồi. Bọn tớ không còn cách nào ngăn cậu ta lại được. Chỉ còn cách nhờ các cậu bò thật nhiều lên người bọn tớ, để cậu chủ thấy mà sợ không chặt nữa. Xin các cậu hãy giúp bưởi ta đi. Bạn ấy là người bạn thân thiết nhất của tớ. Không có bạn ấy, tớ cũng không thiết sống nữa. Tình bạn của họ thật cảm động. Chúng ta xuống giúp hai bạn ấy đi. Ừ, đi thôi. Các bạn sau trong khu vườn ơi, hãy nhanh chóng đến cứu bưởi ta nào. Cảm ơn bưởi diễn. Cảm ơn các bạn sau. À, trời ơi, chuyện gì xảy ra thế này? Sao hai cây bưởi lại nhiều sâu thế này? Ghê quá. Sâu thế này làm sao ra quả nữa chứ? Cây bưởi diễn sẽ chết mất. Mình phải gọi ông về ngay thôi. Yeah, thành công rồi. Chúng tớ cảm ơn các bạn sau nhiều nhé. Ông ơi, chả hiểu sao, sau trận bão hai cây bưởi lại có rất nhiều sâu. Cháu sợ sâu lắm, không biết làm thế nào mới gọi ông về. Được rồi, để ông xem. Bưởi ta, cậu xem ông chủ đã về rồi kìa. Ông chủ đã về rồi. Mình vẫn còn cơ hội để gặp ông chủ. Cháu bảo nhiều sâu lắm mà. Ông thấy có con sâu nào đâu? Rõ ràng hôm qua, lúc cháu cầm cái rựa định chặt cây bưởi ta, cháu nhìn thấy có rất nhiều sâu mà. Cái gì? Sao cháu lại định chặt cây bưởi ta của ông? Tại cháu thấy nó bị bão quật gãy hết cành rồi. Mà cây bưởi ta quả cũng không ngon bằng bưởi diễn, nên cháu định chặt đi để lấy chỗ cho cây bưởi diễn phát triển. Cháu muốn chặt cây thì cũng phải hỏi ý kiến của ông chứ. Dạ, cháu... Cháu có biết tại sao ông lại giữ cây bưởi ta lại không? Dạ, cháu không biết ạ. Cây bưởi ta này là một món quà mà người bạn đồng ngũ của ông đã mang từ miền Nam ra để tặng ông. Nó chính là minh chứng cho tình bạn của ông sau bao năm xa cách vẫn luôn nhớ về nhau, nhớ về người bạn đã cùng nhau chia sẻ ngọt bùi, cùng nhau chiến đấu. Mặc dù quả bưởi ta không ngon như quả bưởi diễn,
nhưng với ông, nó luôn ngọt ngào như tình bạn vĩnh cửu của ông vậy. Cháu xin lỗi ông, cháu đã không biết ý nghĩa to lớn của cây bưởi ta như vậy. Nhưng mà cây bưởi ta bị gãy hết cành rồi, bây giờ có cách nào để cứu nó không ông? Vừa rồi ông về quê, thấy bà con ở đó họ có phương pháp ghép mắt rất hay. Cây có tình trạng xấu vẫn sinh sôi và ra quả ngon, như cây có tình trạng tốt cho mắt ghép, ông sẽ thử áp dụng xem. Ôi, vậy thì tốt quá ông ơi. Bưởi ta ơi, cậu sắp được cứu rồi đó. Tớ không biết nói gì, tớ cảm ơn cậu nhiều lắm. Cậu đúng là một người bạn thông minh và rất tốt bụng. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.